đang tìm cho con một chiếc ghế ngồi học mà chẳng biết mua ở đâu thì lại đây mình chỉ cho nè. Mình vừa vào shop HTD Kids trên TikTok shop để order cho bạn An Nhiên một chiếc ghế. Vào shop thì thấy shop có rất nhiều sản phẩm như bàn học, ghế, đệm với đa dạng mẫu mã màu sắc để mọi người thỏa thích lựa chọn. Và mình đã quyết định dình em ghế xoay học sinh giống ô này. Shop giao hàng siêu nhanh, bao hôm nào mình đã nhận được hàng rồi nè, đúng màu sắc mà mình chọn luôn. Shop chu đáo còn có thêm cả quà tặng nữa, một hộp mút siêu cute. Bắt tay vào lắp ghép thôi nè, có tờ hướng dẫn đi kèm nên chị em mình lắp ghép cũng dễ dàng nha. Chiếc ghế F7 này có thể tăng giảm độ cao theo tuổi của con nên có thể dùng từ tiểu học đến phổ thông cũng ok nè. Chất liệu sản phẩm thì an toàn cho con, giá đỡ công thái học hoàn hảo cho hệ xương cơ phát triển khỏe mạnh, gác chân vững chãi, có thể điều chỉnh phù hợp với dáng người từng bé, dễ dàng tăng chỉnh độ cao linh hoạt từ 0 đến 10 cm, vải lưới siêu bé chia thoáng khí để khi bé ngồi sẽ thoáng mát và thoải mái hơn. Bánh xe còn có khóa trọng lực nữa này. Và bác nhìn An Nhiên này, nhìn là biết con thích chiếc ghế này lắm đúng không ạ? Và em cũng rất vui vì đã mua được cho con một chiếc ghế siêu ưng ý như thế này. Một chiếc ghế đẹp xịn sò cho con ngồi học thoải mái như này thì sao có thể thiếu trong giỏ hàng của em được. Các bác vào tham khảo nên em để trên video này nhé.